Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình sẽ nhập cho mọi người 5 cái cốt VIP tháng 12 luôn nha. Cả cốt mới ngày hôm nay luôn nha. Ok, cốt đầu tiên này. Ok. Cốt thứ hai này. You. The best 2021. Ok này, cốt tiếp theo này. For you. Thứ ba này. Và thứ tư gì đấy? 2K. Ta. Ok, và cốt cuối cùng là cốt trên này. Chờ mãi cuối cùng nhà phát hành nó cũng ra một cái cốt này anh em ạ. Đây là cái cốt cuối cùng nha anh em. Đây. Đấy, mọi người nhập nhanh nha. Đó. Mọi người nhớ nha. Mọi người nhớ cốt mới ngày hôm nay là cốt này nha. Cốt mới ngày hôm nay đi nha. Đây, cốt mới ngày hôm nay đây. Đây nhá, đây là chính là cốt mới ngày hôm nay này. Đấy, 2021 nút cracker này. Đó. Mình sẽ vào nhận quà xem được cái gì nha. Đây, cốt. Đó. Cốt ngày hôm nay thì nó chỉ được một cái mặt cười này với lại 1.000 tiền thôi anh em ạ. Đó, mọi người nào chưa nhập thì nhập nhanh lên nhá.